Và đây là nhà thi đấu Cầu Giấy, nơi trong ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa Nha Trang Dolphins và Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu giữa Dolphins và City Wings đã bắt đầu. Đến chân đột phá. Hai điểm đầu tiên của trận đấu được ghi dành cho cầu thủ City Wings. Và Hồ Chí Minh City Wings là đội bóng có được sự hiệu quả tốt hơn. Cú ném ba. Ba điểm tính dành cho Võ Huy Hoàn. Bóng trong tay của Jeremy Smith. Amir William đã bị block. Người vừa có block đó là Robert Samson. Anh là con trai của cựu cầu thủ đã từng thi đấu tại NBA, đó là Rob Samson. Và tấn công dành cho City Wings. Tiếp tục là điểm số dành cho cầu thủ City Wings. Đức Thịnh Nguyên muốn đánh ISO. Tiếp tục là Jerry Smith và hai điểm nữa dành cho cầu thủ City Wings. Đang là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía City Wings vào lúc này. Và đột phá không thành công tới từ Robert Samson. Và phòng ngự của City Wings đang chơi tốt trong phút vừa qua. Ba điểm dành cho Vincent Nguyên. Một khởi đầu tuyệt vời của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Petrak Lukic đã phải gọi hội ý. Tỷ số hiện giờ đang là 12-3 nghiêng về Hồ Chí Minh City Wings. Hiệu số dứt điểm của các cầu thủ Nha Trang. Và tấn công dành cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins rất cố gắng. Rồi vào thành công và đó là Robert Samson. Điểm số đầu tiên của Robert Samson tại VBA. Nguyễn từng là học trò của huấn luyện viên Petrak Lukic và có vẻ như anh cũng rất hiểu người huấn luyện viên của mình. Thêm hai điểm dành cho cầu thủ City Wings. Hai điểm tính dành cho Gibbs. Một pha đánh ASO đơn giản của MVP Final VBA 2022. Người vừa phạm lỗi đó là Tân Hải Đăng. Chúng ta trở lại với trận đấu giữa Dolphins và City Wings. Bóng trong tay của Jeremy Smith rất hay. Đó là những tình huống tấn công rất tốt của các cầu thủ City Wings. Quỳnh Vinh Quang, Dominic Thâm ném ba. Ba điểm tính dành cho Dominic Thâm. Đây cũng... Vincent Nguyên đối mặt cùng với Hồng Gia Lân. Jeremy Smith quá hay. Và nói rằng Jeremy Smith đang thi đấu rất cháy vào lúc này. Bóng được đẩy lên rất nhanh. Jeremy Smith. Hai điểm dành cho Amir Williams. Trung phong. Một pha phòng ngự tốt của Samson. Nhiều va chạm rất mạnh. Khởi đầu trong hiệp 2 của Dolphins là tương đối hứa hẹn. Vincent Nguyên ném ba. Ba điểm rất đẹp mắt của Hồ Chí Minh City Wings và nó thuộc về Vincent Nguyên. Bóng được triển khai rất nhanh. Hai điểm dành cho Nguyễn Phúc Minh. Ở bên Williams phối hợp với Vincent Nguyên. Đó là một cú ném khó nhưng Thái Nam đã rebound. Jeremy Smith quá hay, tuyệt vời. Phong độ quá cháy của số 18 bên phía City Wings vào lúc này. Gibbs. Ba điểm dành cho cầu thủ Dolphins và khoảng cách bây giờ chỉ còn là 6 mà thôi. Đã có kiến tạo trong tình huống vừa rồi. Điểm dành cho Dominic Thâm. Cú ném ba thành công thứ hai của anh trong trận đấu ngày hôm nay.
thành quả là 6 điểm với hai cú ném 3 chính xác. Thầm đối mặt cùng Emir Williams, phòng ngự tuyệt vời, sức mạnh đáng nể của số 32 bên phía nhà trắng Dolphins. Nhưng vừa rồi quyết định đột phá của Dominic Thầm có lẽ lại là không hợp lý. Một cú ném quá điên rồ của Sidwing phản công. Cú rồ đơn giản. 2 điểm dành cho Amir Williams. Và vẫn có dấu ấn tới từ Jeremy Smith, kiến tạo của cầu thủ mặc áo số 18 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. And one. Gibbs đã vượt qua được Amir Williams. Một tình huống lên rổ rất khó. Madarius Gibbs nhưng vẫn chưa thể có một tình huống ghi điểm tốt cho nhà trắng Dolphins. Và điều ngược lại đã tới với City Wings, phối hợp rất hay giữa vừa rồi là tình huống ném phạt trượt thứ 11 của cầu thủ Dolphins. Amir William đã block đơn giản vô hiệu hoàn. Một tình huống mà vô hiệu hoàn đã đột phá rất đáng tiếc của cầu thủ Dolphins. Họ bỏ lỡ quá nhiều các cơ hội. Nhìn em không thành công của Jeremy Smith. Smith đang là cầu thủ ghi gần một nửa số điểm cho Wings vào lúc này với 20 điểm. Hai điểm đơn giản của Gibbs. Dominic Thầm mặc dù rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể vượt qua được Amir Williams. Và có vẻ như trọng tài vừa thổi lỗi đối với Madarius Gibbs. Đó đã là lỗi cá nhân thứ 3 của Madarius Gibbs trong trận đấu này. Ngay trong hiệp 1 thì Gibbs đã phải nhận 2 lỗi cá nhân và bây giờ là lỗi cá nhân thứ 3. Ở trong nửa đầu trận đấu, Dolphins được hưởng tới 14 quả ném phạt nhưng họ chỉ thành công có 2 mà thôi. Thật sự quá tệ nhưng vừa rồi là pha ném 3 cực kỳ ấn tượng của ngoại binh Robert Sampson trong trận đấu ra mắt của mình cùng đội bóng mới và cũng là trận ra mắt tại VBA. Một cú tiếp biến thành công của Jeremy Smith. Wings rất hay. Thái Nam. Thái Nam được mất bóng rồi và phòng ngự tốt của các cầu thủ nhà trắng Dolphins. Dominic Thầm. Dominic Thầm cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng và tả sông hữu đột của Dominic Thầm. Đó là hình ảnh mà chúng ta rất chờ đợi từ Dominic Thầm. Ở trong hai hiệp đầu tiên thì Dominic Thầm. Jeremy Smith là một cầu thủ ghi điểm ở nhiều vị trí và anh có khả năng cầu lỗi. Cú ném 3 thành công. Tiếp tục là Robert Sampson. Trong khoảng thời gian trước đó của trận đấu thì Vincent Nguyễn thường là người kết thúc chuỗi lên điểm của đối thủ. Nhưng anh chưa thành công và Dominic Thầm là người đã giúp cho nhà trắng Dolphins có điểm số thứ 43. Cách biệt là 3 điểm ra đội bóng và mọi chuyện vẫn là rất khó lường ở phía trước. Bên phía Hồ Chí Minh City Wings, họ đã phải xin hội ý. Một chuỗi lên điểm 10-0 của cầu thủ Dolphins. Lỗi điểm dành cho Dominic Thầm. Và bây giờ khoảng cách chỉ còn là một điểm mà thôi. Chuẩn bị là một chuỗi lên 13-0 cho Dolphins. Và lại là Dominic Thầm. Và nó thực sự là rất hiệu quả. Từ chỗ bị dẫn 13 điểm thì bây giờ Wings, chính xác là Dolphins,
vừa cân bằng nhưng lập tức đã Samson step back. 3 điểm dành cho Robert Samson. Ngay lập tức là câu trả lời của ngoại binh Robert Samson. Trận đấu đang diễn ra quá hấp dẫn. Rebound dành cho Samson. Nhà Trang Dolphin vừa lên dẫn trước. Lần đầu tiên kể từ đầu hiệp 1 thì các Chị Đức Hình tổ chức phản công nhanh. Tiền tay ném 3. Vincent putback thành công. Dù sao thì đây cũng mới là trận đấu ra quân của hai đội bóng tại VBA mùa này mà thôi. Pha xử lý không tốt của Jeremy Smith. Robert Samson quá dễ dàng. 2 điểm cho ngoại binh của Nhà Trang Dolphins. Chúng ta cùng xem lại tình huống úp rổ vừa rồi của Robert Samson. Tốt đối với Jeremy Smith. Và thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ 3 đã khép lại rồi. Lần đầu tiên trong trận đấu này, Nhà Trang Dolphins khép lại hiệp đấu bằng lợi thế về mặt điểm số, dù rất mong manh thôi, nhưng đó là kết quả của sự bùng nổ, của sự nỗ lực tuyệt vời của đội bóng áo vàng. Jeremy Smith, và bây giờ tỷ số đang là 55-56. Samson ném 3. 3 điểm dành cho Robert Samson. Một pha chạy cắt tốt của Phan Thiên Tài cân bằng tỷ số 58 đều. Williams. Phạm Thiên Tài. Thiên Tài ném 3. Và đó là cú ném rất hay của Phạm Thiên Tài. Dominic Thâm. Lời đáp trả của cầu thủ Nhà Trang Dolphins. Tỷ số Jeremy Smith rất mong manh. Đường truyền của Vision David cắt. Vĩnh Quang tuyệt vời. Và xử lý cá nhân tuyệt vời của Vĩnh Quang. Robert Samson ném trung bình. 2 điểm dành cho cầu thủ Dolphins. Bây giờ cách biệt đang là 5 điểm dành cho các cầu thủ Nhà Trang Dolphins. Một pha pump fake và ghi điểm tốt của Bùi Anh Khoa. Vincent Nguyễn nhảy ném. 3 điểm dành cho Vincent Nguyễn. Một tình huống mà các cầu thủ Dolphins đã bỏ quên tay ném Vincent Nguyễn. Ở một thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu, ở thời điểm mà City Wings đang gặp nhiều khó khăn, thì Vincent Nguyễn một lần nữa là cái tên mà các cổ động viên của đội bóng áo trắng mong chờ. Anh đã có pha ném 3 ấn tượng để Dominic Thâm. Sơn Minh Tâm đường chuyền hay. 2 điểm dành cho Dominic Thâm. Và phối hợp rất tốt của bộ đôi Thâm Tâm vào lúc này. Một tình huống nỗ lực tốt của cầu thủ Dolphins. Để thấy được Dominic Thâm đang bị đau. Đây là một thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu và cái cổ tay của Dominic Thâm là khu vực mà anh đang tỏ ra rất đau đớn vào lúc này. Ở góc máy này chúng ta chưa rõ về tình huống va chạm giữa Dominic Thâm và số 14 của City Wings, đó là Tân Hải Đăng. Lượt chuyển bóng rất nhanh. Gibbs ném 3. 3 điểm dành cho cầu thủ Dolphins. Tay của Jeremy Smith. Smith đối mặt cùng Sơn Minh Tâm. Minh Tâm phòng thủ rất khó chịu, nhưng phải nói rằng Jeremy Smith ngày hôm nay là gần như không thể ngăn cản. Jeremy Smith đột phá. Vincent ném 3. 3 điểm dành cho Vincent Nguyễn. Nhưng cú ném 3 rất quan trọng. Tỷ số đang là 72 đều và chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi. Lỗi tấn công, lỗi cản người của Dominic Thâm.
Đó là những sai lầm sẽ khiến cho Nha Trang Dolphins phải trả giá bằng cả trận đấu. Và N1 cho Zachary Smith. Tuyệt vời. Một màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ áo số 18 bên phía Hồ Chí Minh City Wings ngày hôm nay. Ở thời điểm quan trọng nhất, thời điểm mà người ta cần tới sự bùng nổ của những ngôi sao, thì Jeremy Smith đã đứng lên để tỏa sáng. Những sai lầm của các cầu thủ Nha Trang Dolphins đã phải trả giá quá đắt. Tay của Samson nhảy ném 3 điểm, không có cú ném 3 thành công. Và hết rồi, hy vọng đã hết đối với các cầu thủ Nha Trang Dolphins.